thủ nè, mình đứng thủ nè, mình đứng thủ. Ê, nghe tôi nói đi. Đứng thủ là đứng thủ nè, không cho người ta qua là cách tốt nhất rồi. Rồi từ từ mình mới học cách cướp banh coi coi vậy chứ nó khó lắm nha. Cá banh thì sẽ là cọ sát vô nè, cố gắng cướp banh đối thủ nè, đúng không? Còn bóng gỗ khác nha, bóng gỗ là con phải canh cái nhịp của người ta, là con phải biết người ta đi hướng nào con mới cướp được banh của người ta, là phải đoán được hướng. Mà mấy đứa chưa đoán được đâu, tại vì ngay phòng thủ giữ khoảng cách thôi mấy đứa vẫn chưa làm được, mấy đứa vẫn còn lỗi. Giống như pha nãy thầy thấy bạn này đã vô đấm bạn gái thầy hết hồn luôn. Rồi thầy thấy rồi sau rồi khúc này bạn này qua cái tự nhiên lao vô bạn này đó. Dạ. Con có lao vô bạn luôn. Thầy biết mà. Rồi xin lỗi nhau đi hai đứa. Xin lỗi nhau đi, mình không biết thì thầy ra đây thầy giảng lại. Xin lỗi. Ừ, rồi. Lục cho bóng gỗ nè, không có đánh vô tay đối thủ là cái thứ nhất. Không có va chạm, không có dùng sức. Mình không có dùng sức. Nếu đó, mà không có dùng sức mạnh. Cái đây lúc phải là cái chỗ đánh vợ đâu. Đúng rồi, không phải đánh vợ. Cố gắng. Cố gắng giữ khoảng cách. Đúng không? Đá banh thì sẽ có đấy, từ từ đi, vô nghe hết đi. Còn đá banh thì sẽ là còn tác va chạm nhiều, tại vì cái môn nó bắt buộc rồi, cái môn nó sinh ra là bắt buộc phải vậy rồi. Còn bóng gỗ nếu mà va chạm mà thành đánh lộn nha, bóng gỗ va chạm nhiều là thành đánh lộn á, tại vì mình dùng tay dễ hơn dùng chân mà, nên nó sẽ là đánh lộn, nên chú ý này rồi. Cố gắng thủ giữ khoảng cách. Ok. Rồi lúc tấn công nè. Lúc mà mình di chuyển á, thầy yêu cầu mấy đứa là dằn banh cho thầy đi, tập quen đi dằn banh. Dằn đi. Dằn banh di chuyển. Cô quên dằn banh rồi. Dằn banh di chuyển chứ đừng cầm banh chạy. Cầm banh chạy là lỗi nha. Là lỗi bước á. Như bạn quên dằn banh. Nhưng mà như bạn đánh để lấy banh. Rồi, nè. Còn cái này nữa. Dằn banh đi vậy nè. Cố gắng đi vậy đi. Mấy đứa lúc đầu đi chưa quen đúng không? Nó sẽ rất là khó chịu. Mấy đứa không điều khiển được. Cái đó mình sẽ luyện thành đồ. Là đó là lý do mà tại sao ngày nào thầy cũng bắt mấy đứa vô tập luyện dằn hết đó. Để mấy đứa dằn vậy đi cho quen à. Hiểu không? Dằn banh đi cho quen. Thầy ơi, mấy bạn này được mấy năm rồi? Mới đây à. Mới dạy đây à. Mới dạy được một tháng. Mấy tháng chưa được tháng. Dạ, chưa được tháng. Chưa được tháng. Rồi. Dằn banh trước cho thầy. Cầm banh là mới dằn. Cầm banh là dằn. Mình dằn không được thì mình chuyền. Mình dằn banh không được thì mình cứ dằn một hai cái đi. Rồi mình chụp lại mình nhìn người mình chuyền. Hiểu không? Mình nhìn người mình chuyền. Ok. Hiểu chưa? Rồi giờ nhắc lại đi, phòng thủ sao? Phòng thủ sao? Không có lao vô đối thủ. Không có đánh tay vô bạn. Không có đánh vô người. Xem đốt đốt cũng được. Đúng rồi, thủ là phải giữ khoảng cách. Rồi thủ sao? Con ra đây đi. Con ra đây con dằn banh cho thầy đi. Rồi bỏ cái giày xuống, bỏ dép xuống đi con. Cà phê nghiêm túc nha. Nghiêm túc nha. Mở rộng hai chân nè. Đúng rồi, rồi con di chuyển đi, con di chuyển đi. Dũng rồi con di chuyển đi, con di chuyển đi. Rồi con đi qua phải đi. Đó, nè, đi nè, thủ nè, thủ nè, không cho ra qua nè. Không cho ta cũng đồng nè. Nè, thủ áp sát nè, thủ áp sát nè. Thấy không? Thấy không mấy đứa? Đeo giày vô. Rồi muốn thử đúng không? Rồi vô đi cũng vậy. Cho thầy mượn anh đi. Rồi từng lứa vô thử cho thầy nè. Rồi đây thầy dặn anh. Rồi con thủ thầy đi. Nè thủ đi. Rồi dặn banh nè. Lấy lưng bảo vệ banh nè thấy không? Đúng rồi thủ nè. Đúng rồi. Thủ gì đó. Rồi. Đeo giày vô. Nè. Mấy đứa cứ hủ đi cho thầy nha. Có thể lúc đầu á, mấy cái hủ này nó rất là khó. Nó rất là khó tại vì cơ thể mấy đứa vẫn chưa quen á. Nhưng mà cứ hủ gì cho thầy. Sau này mấy đứa sẽ quen, mấy đứa sẽ di chuyển nhanh rồi nữa. Hiểu không? Lấy bao nhiêu hủ cơ. Hiểu không vậy? Thôi không cần đâu, bóng của anh ấy. Em cứ đền quả bóng của cho anh đi. Sợ quá sầu rồi. Rồi mấy đứa
hiểu chưa? Từ hiểu chưa? Hiểu hết rồi không? Rồi bữa sau thầy hỏi lại nha, bữa sau thầy hỏi lại nha. Búp phi, bữa sau thầy hỏi lại nha. Búp phi hả? Hỏi lại mấy cái nãy thầy vừa giảng mấy đứa. Cà phê. Cà phê. Cái này